Nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn đơn giản là tái sử dụng theo một vòng khép kín nhằm tránh tạo ra phế thải xả ra môi trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp, mô hình vườn ao chuồng của ông cha ta trước đây chính là mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn ở mức độ đơn giản. Còn trong giai đoạn hiện nay, mô hình nông nghiệp tuần hoàn được thực hiện ở mức độ cao hơn, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Nông nghiệp sản xuất theo hướng tuần hoàn tạo ra giá trị sản phẩm an toàn, chất lượng cao, không gây lãng phí tài nguyên và quan trọng hơn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Doanh nghiệp này đã được Ngân hàng Thế giới vinh danh ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo hướng tới nền kinh tế xanh bằng việc đã nghiên cứu và áp dụng thành công mô hình nông nghiệp định hướng hữu cơ tuần hoàn. Bài toán nhức nhối nhất trong ngành trồng trọt chăn nuôi hiện nay chính là vấn đề ô nhiễm môi trường do quá trình sản xuất gây ra, đặc biệt là chăn nuôi lợn, lượng chất thải rất lớn và việc sử dụng phân bón hóa học tùy tiện tràn lan. Ngay từ khi hình thành Nguyên Khôi Xanh đã nghiên cứu kỹ lưỡng những kỹ thuật cũng như ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý chất thải, hướng tới mô hình chăn nuôi hữu cơ tuần hoàn, biến chất thải của quy trình này trở thành đầu vào của quy trình khác. Cái xu thế này thì thực tế là ở trên thế giới nó đã tồn tại rất là nhiều năm về trước rồi. Và nó đang thể hiện đấy là cái xu thế phát triển bền vững, không chỉ là có giá trị đối với môi trường. Ban đầu thì nó cũng chưa hoàn thiện, sau đó thì chúng tôi học hỏi từ các nhà khoa học, từ những người đi trước, từ cái cách làm truyền thống của bà con nông dân. Đây là quy trình khép kín, được bố trí liên hoàn chặt chẽ, biến những năng lượng dư thừa từ chất thải trở thành năng lượng có giá trị và thân thiện với môi trường. Chất thải rắn của lợn được xử lý qua men vi sinh, trở thành thức ăn cho giun quế. Giun trở thành đạm cho vật nuôi. Phần giun làm phân bón hữu cơ cho các loại cây trồng trong trang trại. Phần nước thải sau xử lý bioga qua hệ thống bể lọc tiếp tục phân giải các chất dư thừa được đưa ra hồ nước dùng để trồng cây thủy sinh. Tuần hoàn trở lại làm nước tưới cho cây trồng. Chất thải của quá trình này nó thành nguyên liệu đầu vào của quy trình khác. Như thế thì sẽ giúp cho chúng tôi có thêm đa dạng sản phẩm hơn. Ngoài sản phẩm chăn nuôi thì sẽ có sản phẩm trồng trọt. Nó cũng đem lại một cái lợi ích kinh tế nhất định và nó cũng giúp cho cái giá thành sản xuất của chúng tôi có phần nào được giảm đi. Kinh nghiệm của chúng tôi thì nó phải bao gồm là cái sắp xếp khoa học trong thực tiễn. Thì khi vận hành thì sẽ có những cái tình huống nó phát sinh thì phải thường xuyên bám sát. Tại vì chất thải thì nó sẽ khó kiểm soát hơn những cái nguyên liệu khác. Xử lý không tốt thì có thể là mình lại tích tụ một cái nguồn chất thải nguy hiểm dễ gây bệnh cho vật nuôi. Mô hình sản xuất tuần hoàn của Nguyên Khôi Xanh cho hiệu quả kinh tế cụ thể. Giảm tới 28% chi phí thức ăn chăn nuôi, 40% chi phí phân bón hữu cơ, 50% lượng nước tưới tiêu và tăng 150% giá trị sản phẩm. Không những tuần hoàn trong sản xuất mà Nguyên Khôi Xanh còn đầu tư vào chế biến, phân phối trực tiếp thực phẩm chất lượng cao theo mô hình, từ trang trại tới bàn ăn. Việc đầu tư sâu vào chế biến giúp trang trại tăng thêm một phần lợi nhuận. Cái doanh thu khi mà có sản phẩm chế biến đã tăng lên khoảng từ 20-30% trong cái thời gian Covid vừa rồi. Doanh số của chúng tôi trong thời điểm đó lại tăng trưởng tốt hơn so với thời điểm trước đó. Sản phẩm của Nguyên Khôi Xanh nếu mà chỉ ở sản phẩm thịt tươi thì cũng được khách hàng đón nhận rất là tốt. Tuy nhiên là nó cũng đem lại cái sự, tức là nó có cái sự hạn chế trong cái lựa chọn của khách hàng. Nên là chúng tôi cũng phát triển thêm cái mảng sản xuất chế biến. Cũng là cái giá trị gia tăng trong cái sản xuất sản phẩm chế biến, nó đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Trong nhiều năm sản xuất nông nghiệp, luôn chỉ chú trọng đến năng suất, chưa quan tâm đến phát triển bền vững, thân thiện môi trường, đến dư thừa của quá trình sản xuất, đến phân bón hữu cơ để bồi dưỡng, tăng kết cấu đất, bảo vệ đa dạng sinh học. Hệ quả là gây lãng phí các phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi. Trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu, an ninh lương thực thực phẩm và phát triển bền vững trở thành vấn đề của toàn nhân loại, thì nông nghiệp tuần hoàn là vấn đề quan tâm của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang tham gia vào quá trình này. Công ty T&T 159
đã thực hiện quy trình chăn nuôi tuần hoàn từ rất nhiều năm nay. Đây là trang trại bò giống chất lượng cao với diện tích gần 30 hectare. Trang trại được phân thành nhiều khu khác nhau như khu phối trộn thức ăn, khu sản xuất đệm sinh học, khu chế biến phân bón. Chúng tôi đã xử lý toàn bộ bằng cái đệm sinh học trên cái nền Sensulo và cấy các cái chủng vi sinh hữu ích vào để nó hoạt hóa các cái chất thải. Một tháng thì cái đệm này sẽ được thay một lần. Sau đó thì chúng tôi đem về cái khu xử lý ở bên nhà máy sản xuất phân bên kia, dùng máy đảo trộn và tiếp tục tích hợp các cái vi sinh vào đó và ngâm ủ trong cái thời gian nhất định từ 15 đến 20 ngày. Thì chúng tôi qua thông qua hệ thống máy đảo trộn và xử lý các cái công đoạn trong cái việc sản xuất, chúng tôi ra được một sản phẩm phân bón hữu cơ. Ở trang trại, không có thứ gì bỏ đi, tất cả phế thải đều trở thành hàng hóa. Lớp đệm sinh học này do chính công ty sản xuất và đưa vào sử dụng. Trong trang trại, thường xuyên có số lượng khoảng 5.000 con bò thịt, có lúc cao hơn. Trung bình thải ra hơn 100 tấn phân mỗi ngày và khoảng 20 đến 30 lít nước tiểu mỗi con. Nên lượng chất thải là rất lớn. Việc ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi không chỉ đem lại hiệu quả cao khi đảm bảo được môi trường mà còn giảm tác động xã hội tích cực. Từ nguồn chất thải, hàng năm công ty sử dụng 30.000 tấn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi theo công nghệ phối trộn, sản xuất 25.000 tấn phân bón hữu cơ vi sinh từ đệm lót sinh học. Giờ đây, nhờ vào sản xuất tuần hoàn, bò thịt không còn là giá trị cốt lõi đối với T&T, mà tất cả các hoạt động xung quanh đang tạo ra các giá trị mới, đặc biệt là phân bò đang chiếm tỷ trọng tương đối cao trong lợi nhuận. Tất cả các cái chất thải trong các cái chu trình sản xuất thì nó đều được chúng tôi xử lý thành các cái giá trị mới. Ví dụ như là phế phụ phẩm nông nghiệp thì chúng tôi làm thành một phần thức ăn, cái gì không làm được thức ăn thì chúng tôi làm cái giá thể cho đệm sinh học. Ví dụ cái đệm sinh học tiếp theo thì chúng tôi làm cái đệm nót chuồng. Thế và cuối cùng nữa là cái phát thải cuối cùng thì chúng tôi đã xử lý bằng công nghệ sinh học và để nó ra cái sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh. Thế và mỗi một con bò theo tính toán thì ngoài cái giá trị thực phẩm đem lại thì một con bò trong vòng một năm nó sẽ cho chúng ta thu từ 2 đến 3 triệu đồng tiền phân nữa. Từ các trang trại nhỏ như Nguyên Khôi Xanh hay quy mô sản xuất lớn như T&T 159 cho thấy nông nghiệp tuần hoàn đã mang lại nhiều giá trị xung quanh giá trị cốt lõi nhờ khai thác phế phụ phẩm. Đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua đã tác động và ảnh hưởng nhiều đến mọi mặt của đời sống, trong đó có kinh tế nông nghiệp. Tuy vậy, đối với các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, các doanh nghiệp nông trại vẫn ổn định tăng trưởng. Đơn cử như Nguyên Khôi Xanh, mức tăng trưởng hơn 150% do tiết kiệm chi phí nguyên liệu nhờ tái sản xuất, sản phẩm thực phẩm sạch an toàn. Công ty T&T 159, lợi nhuận thu được từ phân bò là nguồn thu lớn sau bò thịt. Hiện công ty đang mở rộng liên kết để phát triển lớn hơn. Tuy có nhiều lợi thế, nhưng kinh tế nông nghiệp tuần hoàn vẫn chưa được nhiều nông dân, trang trại áp dụng, bởi vấn đề khó khăn nhất vẫn là nguồn vốn và kỹ thuật. So với cái mô hình chỉ đơn thuần chăn nuôi hoặc trồng trọt, thì mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn là cần diện tích đất đủ cho cả hoạt động chăn nuôi lẫn trồng trọt. Cái khó của mô hình chăn nuôi tuần hoàn thì nó là một cái liên hoàn nhiều kỹ thuật phối hợp với nhau. Đòi hỏi là cái người vận hành phải nắm được khá nhiều là các cái kỹ thuật. Thế nhưng bên cạnh đấy thì thực ra nó lại là các cái kỹ thuật rất là tự nhiên. Ví dụ như là xử lý chất thải bằng con giun quế hay xử lý nước thải bằng các cái cây thủy sinh. Để làm tốt cái mô hình kinh tế tuần hoàn mang tính vĩ mô ấy, thì kể cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, xã hội vào phải vào cuộc, cơ quan quản lý nhà nước đồng hành để định hướng, để quản lý, đấy, để thậm chí là cũng phải có những cái chế tài nhất định. Thế còn cái khoa học công nghệ thì đương nhiên là các nhà khoa học thì là phải đồng hành với các cái nhà sản xuất, với các cái doanh nghiệp. Thế và các hộ dân ý, thì họ cũng phải vào cuộc để họ thay đổi cái tập tục, đấy, cái nhận thức và để họ nhận diện cái câu chuyện họ đang làm nó như là cái gì. Nó càng đầy đủ bao nhiêu thì cái hiệu quả của nó sẽ càng tốt bấy nhiêu. Kinh tế tuần hoàn ở trong trang trại thì có thể tập trung được, nhưng mà nếu ở các nông hộ thì họ lại phải liên kết nhau lại. Mỗi một bộ phận họ làm một giai đoạn. Nông nghiệp tuần hoàn là xu thế phát triển, bởi ô nhiễm môi trường đã đến lúc rất nhức nhối ở nước ta, đặc biệt là trong chăn nuôi. Để phát triển nông nghiệp tuần hoàn, không thể không có sự hỗ trợ của nhà nước như ưu đãi về cơ chế, thủ tục hành chính, tài chính,
tiếp cận các nguồn lực. Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị để phù hợp với quy mô sản xuất của người nông dân. Đầu tư trong nông nghiệp cần phải có thời gian và mô hình kinh tế tuần hoàn trong thực tế đã chứng minh được hiệu quả và tính bền vững. Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Do đó, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn là mục tiêu mà Việt Nam hướng tới.